Chị yêu của em ơi, mình hãy dành khoảng tầm 30 giây để xem hết video của em được không ạ? Và một video giới thiệu cho các chị gái về một mẫu áo kẻ các chị ấy nhá. Thật sự đây là một cái kẻ tăm các chị ấy ạ. Kẻ tăm và vô cùng là dễ mặc cho các chị luôn. Các chị ấy để ý cho em này. Ôi để em muốn để gần cái phần chất liệu để cho các chị gái một phần nào đó cảm nhận được phần chất liệu của áo các chị yêu ạ. Một mẫu áo sơ mi kẻ cực kỳ là chất liệu, nó rất là mát các chị ạ. Chất liệu dòng lụa các chị yêu nhá. Rất là mát, nhẹ và vô cùng là dễ chịu. Hàng vừa mới về và em lên video em quay cho các chị yêu của em. Chúng ta có thể ngắm luôn được cái dáng áo này. Cả nhà mình có thể nhìn kỹ cho em dáng áo nhá, cả nhà mình nhá. Và hiện tại thì em đang mix với một chiếc quần dáng quần 7 tấc. Các chị gái mix quần, thực ra mẫu áo này thì các chị gái mix quần hay mix chân váy thì đều rất là phù hợp các chị ấy nhá. Đó, mọi người tham khảo cho em này. Kể cả khi các chị gái muốn bỏ buông ra, chúng ta mặc vẫn rất là ok các chị ấy nhá. Đó, cả nhà mình có thể nhìn thấy này. Một cái video mà em cầm luôn áo thật ở trên tay, không đóng thùng cho các chị ấy ngắm luôn ạ. Em rất là thích nếu mà chị gái yêu nào chúng ta được tận tay, chúng ta chạm vào phần chất liệu cũng như được mặc thử sản phẩm lên thì các chị ấy lại còn cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều nhá. Rồi, xin cảm ơn tất cả các tình yêu của em đã quan tâm đến video này. Tình yêu nào muốn một cái mẫu áo sơ mi vừa trẻ, vừa sang và vừa mát thì hãy inbox với gì đây các chị ấy nhá, đúng không ạ?